khu vực này đất vườn nhiều anh chị, rất là mát mẻ luôn anh chị thấy nè. Bên này có cái anh hàng xóm, anh trồng nguyên cái vườn dừa luôn hả, nhà vườn nghỉ dưỡng nguyên vườn dừa luôn, nhìn rất là đẹp mắt thôi chị, nhìn mát vậy ha. Kênh Bảo Điện Phúc Sản xin mến chào quý cô chuyện kia, chị anh khách hàng ha. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Đó. Hiện tại Điền đang đứng trên đây là trục tường nhựa ha, nhựa này rộng khoảng trên 8 mét anh chị, mương nước hai bên này. Đó. Cái hướng Điền quay trước mặt đây này, mình đi ra khoảng vài trăm mét thôi, mình đụng ngay cái đường Phước Tân Hội Bài ha. Cái đường đó thì rẽ phải đó, mình đi xuống nước Đốc Mà Châu này và đi được Bình Thuận luôn ha. Còn rẽ trái đó mình sẽ đi được Bình Ba Đá Bạc ha, đi Châu Đức, đi thị xã Phú Mỹ này, đi thành phố Hồ Chí Minh ha. Nói chung là tuyến đường thì huyết mạch thông thương ha, giữa thành phố Hồ Chí Minh và về Bình Châu luôn, về xuống nước Đốc Mà Châu luôn chị ha. Đó. Còn ngã tư Xuyên Mộc thì nằm ngay đây, cách khoảng vài trăm mét thôi, nằm ngay đây. Nói chung là ngã tư Xuyên Mộc đó thì tiện ích tiện nghi đầy đủ anh chị, chợ trường học các cấp này, trường ủy ban nhân dân là trạm y tế này, vân vân vân, nói chung là tiện ích tiện nghi đầy đủ, kể cả điện máy xanh này kia luôn anh chị ha. Đó, còn cái hướng ngược lại đây mình chạy thẳng ha, mình sẽ đi ra trung tâm thị trấn Phước Bủ cũng như là trung tâm huyện anh chị. Mình di chuyển chắc khoảng độ tầm 2 cây đi, cho 2 cây thoải mái luôn anh chị ha. Đó, 2 cây. Còn mình đi ra đây thì mình giao với lại tỉnh lộ 329 anh chị ha. 329 đó thì tuyến đường huyết mạch rồi, tuyến chính đi thông thương giữa các xã với nhau ha, và ra trung tâm thị trấn cũng như là đi biển Hồ Tràm. Thì mình đi biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là khoảng mười mấy cây anh chị, chưa tới 15 cây đâu, khoảng mười mấy cây thôi. Nói chung là cái khoảng cách cũng tương đối là gần anh chị ha. Nay Điền có một cái sản phẩm ha, nói chung là chủ gửi bán về cái vấn đề mà kẹt tiền đó, thì chủ này cũng chưa thuộc dạng là kẹt tiền lắm, nhưng mà đưa ra cái giá bán rất là hợp lý, rất là rẻ luôn anh chị nha. Đây thì Điền thì đang có đầu đường anh chị, đầu đường của bức xã mình, thì bức xã mình phải đi vào cái đường nhựa này anh chị ha, đi vào khoảng vài chục mét thôi. Nói chung là cách cái mảnh đất hai mặt tiền này đi vào là tới ngay bức xã mình rồi. Đây, nói chung là mặt tiền bún sẵn mình thì đường thông anh chị ha, thông thường không có cục nha, và đường tương đối là rộng, ô tô né nhau này chị này, như xe điện đây là còn đậu chưa chưa vào trong vỉa hè đó, đường rất là rộng anh chị. Đây thì trước khi được chi tiết thì điện sẽ nói cung cấp những cái thông tin cơ bản trước anh chị ha. Bún sẵn mình thì đang có diện tích là ngang là 8 mét ha, ranh móc rõ ràng anh chị thấy nè, ở ngay chỗ xịt đỏ ha. Đó, qua bên này 8 mét, có một cái chiều sâu rất là lý tưởng luôn. Gọi là cái này là một cái bất động sản chân dài ha. Qua tới đây ha, 8 mét ha, và sâu vào trong là gần 61 mét anh chị, khoảng hơn 60 mét đó. Sâu ha, đất mình vuông vức, mặt tiền 8 mét và hậu 8 mét anh chị, và đang có sẵn là 50 thổ cư. Đặc biệt nữa bức xã mình có sẵn nhà luôn gì nha, đó nhà vườn. Nói chung là nhà này thì xây khoảng hơn năm thôi, nhà cũng còn rất là đẹp anh chị, còn cũng tương đối là mới đó. Nói chung là nhà cấp 4 bình thường thôi chị ha, đất ở xã ở nông thôn ha, xây dựng thoải mái. Đây là khu mái hiên, tổng diện tích là 483 mét vuông anh chị ha. Đây đường luồn luôn phía sau ở bên xã mình đang có hướng nam anh chị, hướng tây nam anh chị ha, hướng tây nam. Giá bên xã mình đang cần bán ha là 1 tỷ 550, tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng anh chị ha. Rành lùi thẳng đây ha, nói chung là đất mình là vuông vức rồi. Nhà thì kiểu là xây ở cũng có gác lửng luôn anh chị, thế này có cái cửa sổ đây này. Khu vực này thì đất rất là tốt, đất đỏ Ba Giang cái gì này, trồng cây cối rất là tốt. Ở sau thì trồng rau lan, rồi trồng có cây mít này. Đó, sau đó. Đây, ra mình đi theo đây ha. Nói chung là trong nhà đó thì nhà cũng không có gì để quay nhiều gì. Nói chung trong nhà thì có phòng khách, rồi 2 phòng ngủ, toilet, rồi bếp, rồi nút rồi các anh chị. Nhà cũng bình thường thôi.
chủ yếu là cái vị trí bất động sản của mình anh chị ha. Nói chung là vị trí trung tâm ra ngay tiện ích tiện nghi thì khoảng vài trăm mét là có đầy đủ rồi anh chị ha. Cái chỗ này thì giá bán cực kỳ mềm luôn ha, vừa đầu tư nghỉ được được, vừa an cư lạc nghiệp được luôn anh chị ha. Nói chung là ranh mốc rõ ràng rồi, anh chị yên tâm ha. Hiện tại đang sổ riêng. Sổ còn rất là mới luôn. Đây, tới đây ha. Còn kia là 8 mét, nói chung vuông vức ha. Đất rất là sâu đẹp anh chị. Đó, nói chung là vị trí trung tâm ha, tiện nghi đầy đủ này. Đó, giá đang cần bán là 1 tỷ 550 thôi. Tổng diện tích là 483 mét vuông, gần 500 mét vuông đó. Mảnh đất vườn ha. Khu vực này thì đã có nước sạch rồi chị nha. Nước máy. Và hiện tại trên bất động sản mình cũng có nước giếng luôn anh chị. Nói chung là mình muốn xài nước nào mình xài ha. Gia chủ mình trang bị những cái hệ thống tưới nước tự động này để tưới cây này đó. Tưới nước giếng thì quá là tốt rồi. Đất các chị thấy nè, màu mỡ ha, rất đẹp. Bây giờ điện sẽ ra ngoài, điện quay tổng quan lại rồi điện sẽ tóm tắt lại ha. Nhà thì cũng không có giá trị cao, nhà thì xây cũng mới xây cách đây khoảng năm hơn cái gì đó, cũng còn mới. Giờ điện sẽ quay tổng quan lại ha. Tổng bất động sản mình ha là ngang là 8, sâu là 60,8 mét ha. Tổng diện tích là 483 mét vuông, đang có sẵn là 50 thổ cư đất ở rồi. Nói chung là phủ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái ha, theo nhu cầu sử dụng của mình. Đó. Và giá đang cần bán là 1 tỷ 550 anh chị ha. Tất nhiên là giá sẽ có thương lượng một chút ít anh chị. Đó. Trong nhà thì cũng không có gì để quay nhiều ha. Tại vì nhà trong nhà có trẻ em rồi, người ta đang ấy á, nên là cũng không tiện quay lắm á chị. Khu vực này mức khí hậu rất mát mẻ. Như anh chị thấy điện quay lay cam đó, cái mảng xanh ở đây còn rất là nhiều chị. Khí hậu cực kỳ mát luôn. Rồi có gì nào quan tâm bất động sản này đi, liên hệ điện nha với số điện thoại 0788668834. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha. Đó. Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau ha. Cô chú chị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Điền ha, để được đón xem những video clip mới nhất của Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.